Vâng, xin kính chào các bác và anh em. Trước mắt các bác và anh em đây là những bộ dây AV của hãng Acouphase, phiên bản kỷ niệm 35 năm của hãng 1973-2008 và phiên bản hàng cực kỳ là hiếm và độc đáo. Và phải thưa các bác và anh em là để có được những bộ dây AV trước mắt các bác và anh em đây thì em đã phải săn lùng rất là lâu rồi thì mới có hàng để nay mới gửi ra mắt các bác và anh em xem. Và có video clip lần trước thì có một số anh em vào comment bảo là dây Acouphase làm gì có cái phiên bản như này. Đấy, làm gì có phiên bản như này. Thì em mới làm một cái video clip này để đính chính lại. Thứ nhất là để cho khách hàng của em đã mua cái dây tín hiệu Acouphase này rồi thêm độ tin tưởng, và những khách hàng mà chưa từng tiếp xúc thì cũng có thể hiểu được đây phiên bản nha. Thứ nhất là cho các bác và anh em xem là cái hình thức bên ngoài một chút nhá. Hình thức bên ngoài một chút đây. Các anh em xem. Thì xem đây cái Acouphase là có dây này hay không nhá. Thì em sẽ cho các bác và các anh em xem. Thứ nhất là phiên bản này thì các bác sẽ ít bắt gặp nên là không phải. Anh em nào chưa va chạm hoặc thậm chí là va chạm lâu lắm rồi cũng chưa chắc đã bắt gặp cái sản phẩm này, bởi vì phiên bản kỷ niệm, các bác và anh em, phiên bản kỷ niệm của hãng thì số lượng sản xuất ra cực kỳ là ít Acouphase 1973-2008. Đây là cái chặng. Các bác nhìn nó cực kỳ là đẹp và nét. Và đây nữa, 1973-2008 này. Đấy. Made in Japan, tức là sản xuất 2008 và cách nay là 14 năm rồi. Hiện nay là gần 14 năm, 2022 rồi. Đấy. Và dây bên ngoài này các bác cảm giác cầm bên ngoài, cái chất liệu bên này cảm giác nó giống như là da, cảm giác không biết là chất liệu làm bằng gì. Những cái sợi đan này bên ngoài, cái vỏ áo bên ngoài nó chất liệu như là cái da, rất là thời thượng, rất là sang. Và những con đầu rắc, những con đầu rắc carbon, các bác và anh em cùng xem rắc Acouphase, mũi tên tương tự như vậy, thằng này cũng thế Acouphase. Và các bác và anh em nhìn đầu rắc như em vừa rồi em có so sánh những cái đầu rắc của Acouphase phiên bản cao cấp như này với những đầu rắc mà em đã từng làm thì nó khác một trời một vực, nó đẹp, nó sang. Đó, nhìn xem. Và đầu này cũng thế, đầu này cũng thế. Chiều dài duy nhất 1 mét, em chỉ có còn 4 bộ, ở đây là 5 bộ 1 mét, còn 5 bộ 1 mét, về tổng 8 bộ. Các bác hỏi anh em xem đầu ra đấy, và nhìn nó rất là sang, rất là đẳng cấp như này. Nếu như mà các bác và anh em nào là fan của Acouphase thì em nghĩ rằng là sản phẩm này thì đôi khi rất là quý, rất là quý, mua sưu tập luôn, có khi biếu hoặc là tặng bạn bè hoặc người thân đam mê audio những bộ dây như này. Đấy, và như em nói đấy, có tiền chứ chắc đã mua được, và em là người nhập hàng và cũng phải là săn lùng rất là kinh khủng đấy mới có được mấy cái bộ dây AV dành cho anh em xem. Các bác và anh em theo dõi trên kênh YouTube của em thì không những không cần thiết phải mua hàng, các bác cũng có thể được trải nghiệm, được thấy những cái sản phẩm về audio nó vô cùng là đa dạng và phong phú, toàn hàng tuyển. Và đây để cho các bác và anh em xem là cái dây này bên nước ngoài họ bán bao nhiêu tiền nhá. Đấy, cho các bác xem hai kênh đây. Đây là dịch cả tiếng Việt để cho các bác dễ xem, dịch cả tiền đổi về tiền. Bản 1 mét 3 triệu 7, 3 triệu 7, giá hơn 4 triệu đã giảm 15% là còn 3 triệu 7. Đấy nha, 1 mét rưỡi là hơn 4 triệu, em chỉ có duy nhất vào 1 mét. Đấy, đây, đây, các bạn xem cho. Đấy, còn một bên khác bán rẻ nhất thì là đây, đây, đây để ảnh thì cực kỳ là họ chụp cũng đẹp này. Ba triệu ba đã giảm 30%, 4 triệu 8 giá gốc. Đấy, các bác và anh em xem, giá 1 mét nhé các bác và anh em, giá 1 mét giá 3 triệu 3. Và những bộ dây AV Acouphase như này thì em có về đây được một ít để cho các bác và anh em chơi và sưu tầm. Bộ này em để cho các bác và anh em mức giá 3.250.000 đồng. Thứ nhất, các bác được bao test trong vòng 3 ngày. Sản phẩm này có ít nên là em thông thường sản phẩm dây tín hiệu em sẽ để các bác bao test trong vòng 1 tuần, như sản phẩm này em chỉ để các bạn khi nhận hàng test
kiểm tra trong vòng 3 ngày. Cảm thấy không ưng, không hợp, không đứng, xứng đáng đồng tiền các bác bỏ ra, các bác gửi lại cho em thì em sẽ nhận lại và hoàn lại tiền 100% cho các bác và anh em. Đấy. Còn cái thứ hai là miễn phí giao hàng toàn quốc. Các bác ở bất cứ đâu tại Việt Nam thì em đều miễn phí giao hàng toàn quốc Việt Nam, giá 3.250.000 đồng. Dây AV Acupay phiên bản kỷ niệm 1973-2008 cho các bác và anh em cùng xem lại, chiêm ngưỡng lại cái đầu sắc. Cầm rất là sướng, cảm giác cầm trên tay, cái các bác nhìn qua hình ảnh đã thấy mê rồi, còn em nhìn trực tiếp cầm cảm giác trên này thì các bác thấy rằng là nó rất là thích. Đấy. Cái này mà anh em nào mà đam mê mà tặng nhau sản phẩm như này thì sự là rất là trân quý. 0908722688, đây là số điện thoại của em, các bác và anh em hãy liên hệ hoặc nhắn tin qua để biết thêm thông tin chi tiết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.